Hợp đồng là em vậy mà. Em thấy rẻ thì em làm hợp đồng để em ở được lâu, bả khỏi tăng tiền. Còn bả thì làm hợp đồng sợ em dọn vô dọn ra, mất công bả bắt tiền cò của người ta. Ví dụ như em vô ở, người ta cũng mất tiền cò mình đang đăng bài mà. Vô ở chưa lâu dọn đi nữa. Với lại nhà mới người ta sẽ làm hợp đồng. Ví dụ như em đâu có được vô, em được đâu có quyền thay thế cái thiết kế nhà của người ta. Lỡ như em vô em khoan tường đóng đinh hư hao nhà anh ta là sao? Hãy tự lừa dối bản chính thân mình hết. Không đau, không đau, không đau. Làm cái gì đó, đọc câu thần chú lừa mình vậy đó. Không đau, không đau, không đau. Bên đây nói không nổi luôn. Sát xuống rồi thấy tới chưa em? Ngoài này mụn nó to lắm đó nha. Tới chưa? Cá lên sắp xong cái này rồi. Mấy con này nó viêm nên nó hơi sốn ngán lên. Giỏi. Tới giờ đây nè, ở dưới nè. Dưới xem cái giò cái logo nằm trốn mà đi xuống lên trên. Gì vậy? Xin tiền không?
chưa khóc mà chưa thấy gì phải không? Ở dưới nha. Tới chưa em? Lúc trước nặng chà bụng chảy nước mắt không Hi Hoa? Tùy lúc. Tùy lúc coi nặng ở đâu nữa hả? Nhìn chị ngó cái nha. Đáng chịu khó nghe mấy cái môi nghe hơi nó hơi đau nha. Sao? Mình không nặng môi được. Ừ, chút cái chuyện ăn sao cũng được. Chứ nhẹ lắm. Đau nhất nhưng mà nhẹ lắm. Tới chưa? Rồi vô đi, hơi xa rồi. Xuống đây lại rồi đau nữa hả? Từ 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 từ.
Ok, cho nó nhảy xíu.